sau vũ khắc tiệp lưu đề Lị là cái tên sáng nhất mùa dịch dính liên hoàn phốt lưu đề Lị đang là cái tên được chú ý trên mạng xã hội những ngày qua từ việc bị tố không cách ly mùa dịch đến chuyện đánh nhau giữa phố đông người trong mùa dịch covid 19 chín vài cái tên chật rất sáng trên mạng xã hội vì được cư dân mạng đặc biệt quan tâm như ông bầu vũ khắc tiệp nhưng ngày có vẻ vũ khắc tiệp đã bị xoán ngôi bởi việc diễn viên lưu đề Lị liên tục dính scandal cách đây vài ngày lưu đề Lị bị tố đi đà nẵng về nhưng không cách ly Nữ diễn viên ngay sau đó đã công khai kết quả xét nghiệm của cả hai vợ chồng là âm tính, đồng thời giải thích có khai báo y tế đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, cư dân mạng tiếp tục nghi vấn vì sao bố mẹ đi Đà Nẵng về nhưng không cho con cách ly mà vẫn để bé đi học bình thường. Trước đó, ngày 1 tháng 7, chồng của Lưu Đê là Huy Dê Ích đăng ảnh đến Hội An cùng con trai cho thấy cậu bé có mặt trong chuyến đi với bố mẹ. Ngoài ra, cách đây hai ngày, Huy Dê Ích cũng đăng ảnh tổ chức sinh nhật cho các con dù nói là đang cách ly phản hồi ý kiến đối với việc đi du lịch đà nẵng về mà không cách ly, diễn viên lưu daily bày tỏ, tôi nghĩ đây là việc cá nhân của mình, tôi không quan tâm mọi người nói gì. đó là sức khỏe của mình mà, đâu phải việc của mọi người đâu hiện tại, tôi đang ở nhà riêng. nếu có phải cách ly cũng không ai trốn được ai hết. và nếu tôi phải cách ly thì giờ này cũng sẽ không ở nhà. vài ngày qua, clip diễn viên lưu daily đánh nhau giữa phố đông người cũng trở thành đề tài bàn luận rôm rả. cụ thể, lưu daily và antifan, người hâm mộ đối kháng, đã có cuộc gặp trên phố hàng buồm. Hà Nội. Sau một lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát do không giữ được bình tĩnh. Sau đó, lực lượng dân phòng đã có mặt can ngăn và đưa tất cả về trụ sở công an phường Hàng Buồm để xử lý. Cách đây ít giờ, Lưu Daily đề cập về sự việc trên. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ, nhắn tin sau sự việc hôm nay. Mình chỉ biết nói rằng chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế đến tận giây phút cuối cùng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Trước đó, có tin đồn Lưu Daily bị giang hồ vây đánh vì thiếu tiền không trả. Nữ diễn viên này bức xúc, tự dưng bạn bè vào hỏi thăm nhiều quá hiện tại em không ở Hà Nội mà đang đi du lịch. Em cũng xin nói luôn là không có chuyện bị bất cứ nhóm người nào đánh đập đòi nợ 4 triệu ở phố Mã Mê nhé. Lưu Daily hứa thưởng 4 triệu đồng tiền mặt cho bất cứ ai có clip bằng chứng xác thực về câu chuyện liên quan đến cô. Ngoài ra, với số tiền nợ bị đồn 4 triệu đồng, mỹ nhân họ Lưu cho rằng nó quá xoàng đối với cô là một nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, Lưu Đê Ly gần đây gây ấn tượng với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách chạy trốn thanh xuân. Bên cạnh những đánh giá tích cực từ một số người hâm mộ về khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc, Lưu Đê Ly còn có lượng lớn anti fan bởi nhiều chuyện ầm ĩ bên lề. Trong đó, ô nào nhất là scandal tình cảm với người đã có vợ, vướng nghi vấn là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.